Wild Animals Monkey, deer, elephant, snake, bear, hay nắng, birds. Ok, chẳng sẵn không thì dân chám. Hai nâng ngày ní cứ dân nâng riêng ông pí. Unit 3 phò dân cứ sea creatures. Chẳng dân riêng ông pí sạch sầm một mặt đòn. Tập bị dân bàn riêng pí sạch trình chấm. Để dân ai dạy bàn tha sạch sạch rộng dân. Hay nâng wild animals sạch bà rây lỡ dân chỗ đó sạch sầm một. Chẳng sea cứ dân bộ bà rây tha sầm một creatures. Dân bộ bà rây tha phiêu vẹt rúa. Vẫn tái xâm rạp dân bắt đầu tự lư. Anh ấy kê cho nhà viên biên xinh xinh. Bê khá lạc kê ai tự bắt đầu lư. Đấy cái rồi có chi, rồi có mần nu, rồi có sạp. Tại ngày nay dân riêng ông bí sea creature chẳng. Cứ phiêu vẹt rúa nơi khôn nông sầm một. Chẳng viên biên chô dân riêng sạch sầm một. Chà chẳng vocabulary phá dân ngày nay cứ dân miên phá mùi bia. Đôi unit 2 đại. Chẳng biết tìm mùi cư dân miên squid. Biết tìm bí crab. Biết tìm bấy lobster. Biết tìm bốn dân miên shark. Biết tìm bám dolphin. Hai nâng bị tìm ra mối whale. Ok. Chẳng dân miên ra mối bia nơi thằng ngày ní. 3, 4, 5, 6. Alright. So now please listen to me first. I will read for you. Squid. Crab. Lobster. Shark. Dolphin, whale. Okay, one more time. Squid, crab, lobster, shark, dolphin, whale. Okay, now please repeat after me. Squid. One more time. Squid, crab. Crab, lobster, lobster, shark, shark, dolphin, dolphin, whale, whale. All right, good job everybody. Now dừng nâng bộ chỉ bà sạc máy. Chân squid dùng bọt pratha mực. Chân vía dùng bọt đôi pi octopus đài. Vẫn tại octopus cứ mực đại viên miền đài mảnh bói vậy đài trẻ ra nắng. Hay ní squid cứ nè định nơi khôn nông rụp hiệp dân mực bổng bông mực ấy nắng á. Dân nghe vía squid. Ok. Chân sân khâm dân bàn khớ nhá squal. Crab. Crab cứ dùng bọ bài thái. Cá đàm. Lobster. Lobster cứ bông con sầm một. Bông con bọ thông thông. Shark. Shark cứ trầy chlám. Dolphin. Trầy psaut. Bạn thấy psaut sầm một. Whale. Cứ trầy bà lạnh. Ok. Chà chân là lấy dừng ai sẽ xe chì bà sạc mai kia. Cả lại nghĩ hết á. Bây dừng cắt cho notebook phải dừng. Lấy dừng ăn cho mùi nâng khía. Squid. Crab. Lobster. Shark.
dolphin, whale. Xong bây giờ anh thích anh ấy whale, đôi sẽ là a whale, men whale ấy nè, rồi có whale ấy ở đây whale. Ok, anh ấy shark, shark, mình men dương phía trên anh ấy khó hay anh ấy khó tiệt, nhóm lưu anh cái shark, rồi có shark, nè là anh shark. A day. Shark. Okay. Shark. Yeah. Ta yung. A lời này yung ban an hay pia vocabulary. Pa yung kum yên pân nâng an. A lời yung cho chum nói. Bun top tiết chum nói bi. Tang ta yung rin ku ake. Ku spelling. Spelling chẳng đã selling mình. Ok, chẳng spelling nơi không sự phơ phơ dân cư dân phơ đôi rõ đoàn và tập dân learn vocabulary words phơ dân hay tập mà tiết dân riêng spell biệt đợt đà nặng. Ok, chẳng dân mà spell chú môi nâng kia spell biệt tăng pra mũi. Môi nâng dân spell mà dân an mà đoàn tiết an dân prong bởi giác hai tiền mơ bịa phòng ta vì miên à so ấy cái là nóng bịa môi nặng ta squid, crab, lobster, shark, dolphin, whale. Ok, chẳng chẳng à lời ní dương một riêng spell bịa squid đại bị sắc máy cứ mực. Ok, chẳng squid spell miền sao cái khá S Q U I D squid, squid. Crab, crab spell C R A B crab. Ok, lobster, lobster spell L O B S T E R lobster. Shark, shark spell S H A R K shark. Dolphin, dolphin spell D O L P H I N dolphin. Last word whale, whale spell W H A L E whale. Okay, chẳng xin không thả dân từng ở kia chấm bịa nỉ muối nỉ muối hay đơn thả vía mình dân mình thơm thả chấm thả anh nắng ở dậy thầm với bộ prai thả dùng với chế bình tái cứ dương trời ca chăm tăng ca sửa xe đài của bây khá dương trong sửa xe bia rồi gọi nhà xa ấy hay dương dậy rương ấy muối cứ dương ở bên ban từ cuối mưa sụp hơi tây cứ dương xe tầm đoàn chân trời ca dương trong miền ca trong chăm bia tầng ở phần đài chà ở lời ní dương một spell bia ni mùi nhóm nâng lốp. Ok, chẳng nhóm lộp bia ấy kế bia tìm muối cứ squid. Chà squid, lấy dân mà spell cho muối kia. Squid mà dân thay tầng ở kia squid, squid spell S Q U I D squid chia bị sạc máy cứ mực. Ok, hai dân lục cái này cứ bị ấy kế lobster, lobster spell L O B S T
E-R. Lobster. Ok, chẳng bị tìm prem để nhóm bàn lốp. Cứ bia dolphin. Tại dừng spell dolphin. Dolphin spell D O L P H I N. Dolphin. Ok. Chà, lời này dừng bỏ an bia để dừng tập spell hai mà đón tiệt. Squid, lobster, dolphin. Ok, chẳng nhóm nâng lúc việc bật tọp tiệt hái cứ dừng miên crab, shark. Xung chăm biệt tầng ạc nha. Ok, chẳng nhóm bàn lúc bầy biệt tiệt hái chẳng cứ biệt tiệt bì phở dân cứ biệt crab. Ok, crab dừng spell C R A B crab. And pịa nơi cái lại này cứ pịa tí pram shark. Shark spell S H A R K shark. Để chỉ bật sạc máy cứ kế trầy chlam. Ok, này cứ ai kế whale. Whale dừng spell W H A L E whale. Ok, lấy dừng an mà đoàn tiết biệt phò dừng crab shark whale. Ok, ta dừng ở lớp dừng an âm pi lịch mũi đo lịch bằng mũi. From number 1 to number 6. Squid, crab, lobster, shark, dolphin, whale. Ok, very good everybody. Bất tay dừng ở tôn chập tí. Nên miền càng nghe ở dừng phơ và to tiền. Alright. Chẳng nhóm nâng ai nè tầng ọc ní spell biệt ni mùi ni mùi. Chẳng à lời ní miên an mà đoan tiết hai và tập máu nè tầng ọc ní ai mơ nơi lơ kê đạc hiên sân hai nhóm nâng lốp hai nè tầng ọc ní chỉ nè spell nè. Okay, my love. Please spell the word dolphin. Please spell the word shark. Please spell the word lobster. Please spell the word crab. Please spell the word whale. Please spell the word squid. Okay. Lỡ dùng bạn spell mơ mà đo ngay lỡ dùng lục. Lời ní nè từng ọc ní á. Xong tìm. Nhưng nâng hào ai. Ai nì dây. Hãy bỏ xanh chìa. Ai canh ta lọ tiết dừng. Nì dây phong dừng sơ xê. Cho tục nông notebook dừng hòn. Phùa. Đồng bây dừng chọn chăm. Đăng ca sơ xê chăm đáy. Hay chăm. Bây dừng dây lưu lưu.
cứ trong chăm nó không cùng nết phơi dương không có ba dương. Ok, chẳng please spell the word whale. Ok, number two, please spell the word dolphin. Please spell the word shark. Number four, please spell the word lobster. Number five, please spell the word crab. Number six, please spell the word squid. Okay, lấy giùm an ai mà đơn tiết. Number one, whale. Number two, dolphin. Number three, shark. Number four, lobster. Number five, crab. And number six, squid. Ok, lấy dân mà check từng ọc nia. Chẳng đơn thà nè từng ọc nia. Spell trời ọt. Công toàn mưu dịp phớ. Mọi dân mưu lưu cả đá khiên sân. Chẳng, number one, cứ dân spell bì ấy kế. Whale. Number two, dolphin. Number three, shark. Number four, lobster. Number five, crab. Number six, squid. Alright. Chẳng nếp biệt để nhóm ao dương spell mấy nâng tỏ hình check cho mùi kia. Hay check bà đá an bà đá nè. Whale, dolphin, shark, lobster, crab, squid. Ok, chẳng nếp cứ chia. Ở với đại nhóm ai từng ọc nia thơ ở lưu dương ban thơ rụt hai dương ban check dương ban này rụt hai ở lưu ní nhóm miên kê ca đã ai nạ từng ọc nia thơ chân bịa ni mùi ni mùi xông chăm bịa. Ok, ní cứ chỉ cái ca từng ọc nìa. Chẳng bịa tìm muối. Nhưng bạn lộp ở xó hay vì miền ở xó ấy kìa là dừng. Sở xe đôi nhôm chế sấn. Hay bật tọc máu chăm bồng bình tạm cà rào. Ham lụi mơ dịp phở. Chà. Mà lấy nhôm ai bê dừng sở xe bình tĩnh. Xong nhằm tức sân. Ok, nè từng ọc nế sẽ say hi. Chân nhằm xong lúc ấy nè. Ở lời ní dân cho tự đo chùm nội bằng tọp tiết. Cứ chùm nói. Chúng nói ấy kế bởi tập bì sập hợp hoài dân cư tư tư từng ọ cư nhìn chân. A. Vocabulary. B. Spelling. C. Conversation. Ok. Chân tìm dân nâng riêng conversation cho mỗi khía. À lời ní dân nâng nè từng ọ khía xong chùm lòng cho sập hợp sổ xế. Hay nhóm sổ xế cho khăn ông whiteboard ấy. Vẫn ta, dạ bảo miên dịp hợp bốm
miền book luôn anh ai mơ nó tam nâng tờ bên đây bỏ miền tây mơ cho mùi nhôm nơi lực đã khiến ok c conversation chứng kể ta what do the fishermen catch at sea. Ai chum lai ke ke chlai mo veng they catch fishes, lobsters and other sea creatures. They catch lobsters oh fishes mon. They catch fishes, lobsters, and other sea creatures. How do the fishermen catch the sea creatures? They use fishing nets. They use fishing nets. What do the fishermen use to go out to sea? What do the fishermen use to go out to sea? They use fishing motor boats. What do the fishermen do with sea creatures they caught? Creatures. Me.
They sell them to the customer at the market. Okay. Chẳng cái này ní ở miền khmênh pro khmênh srei gọt xoắn tình ní à. Chẳng nhìn đã A B. Okay, chẳng ní cứ chìa ca xoắn tình ní rồi viên phí nè gọt xua bì rương nâng ngày sát nư sử một tại dân nhóm an ở dân đập tình ở khả nê sân tình tiết chăm nè tình ở khả nê thẻ tèm tại lời ní xùm còn tại đập sân mà bà này. Ok, chập đám sea conversation. What do the fishermen catch at the sea? They catch fishes, lobsters and other yung plik r and other sea creatures. Okay, how do the fishermen catch the sea creatures? They use fishing nets. What do the fishermen use to go out to sea? They use fishing motor boats. What do the fishermen do with sea creatures? They catch. They sell them to the customers at the market. Okay, chẳng dừng khơi, bà hãy dừng ách vô sạch rương, vô bì xanh tình yêu bàn, khá là có quạt vô bàn tình ọt đài. Okay, chẳng nhóm đừng ăn ai mà đón tiết. Phụ mình ăn riêng ạ, phụ nhóm plek e nữa, r nữa cái này nữa. Ok, nhóm chạp bắt đầu đón tiết. What do the fishermen catch at sea? They catch fishes, lobsters, and other sea creatures. How do the fishermen catch the sea creatures? They use fishing nets. What do the fishermen use to go out to sea? They use fishing motor boats. What do the fishermen do with the sea creatures they caught? They sell them to the customers at the market. Okay, lần này nhóm bạn ăn hai nè từng học nghĩa xôm tha tam nhóm mà đòn chân nhóm từng ăn ấy tìm ăn ấy đừng dịt hay nè từng học nghĩa xôm tha tam. Ok, lấy dân chập đàm từng ở kia. What do the fishermen catch at sea? They catch fishes, lobster, and other sea creatures. How do the fishermen catch the sea creatures? They use fishing nets. What do the fishermen use to go out to sea? They use fishing motor boats. What do the fishermen do with sea creatures they caught? They sell them to the customers at the market. Okay, good job everybody.
chừng sừng khâm tha dương bàn tha tam toàn nhóm á nè chà chừng dương một mơ ca bọ prai đòn à lời ní dương khơi cha bà hai chị dương của miền biển để dương ban squal chà này si sầm một fisherman cứ dương bọ prai thế nè này sạt. Ok, lấy what do the fishermen catch at sea? Ta nè nè sát chập ai kê khá nữ samod. They catch fishes, lobster and other sea creatures. Phụ kê bàn chập trái lobster cứ dùng bọc rai thay kê bóng con hai nâng sát nơi samod xinh xinh tiệt. How do the fishermen catch the sea creatures? Ta nè nè sát ụ quạt chập sát nơi sầm một nâng đai được biếp nè. They use fishing nets. Ụ kế pra sầm nánh sầm rạp nè sát. What do the fishermen use to go out to sea? Ta bu ta bu ấy kế fisherman nè nè sát pra pra với để tập bay trên từ cà từ sầm một nâng cọt pra ấy kê được nhìn thấy viên chùm đi ấy kê chẳng ngắn nè. They use fishing motor boats. Chẳng phụ quát pra một tô tuột này sạt chẳng một tô tuột nâng tuột để miên mà sân miên ấy sầm rạp kê tới trên từ này sạt. What do the fishermen do with the sea creatures they caught? Ta nè nè sát quạt phơ với chú mùi nâng sát nâng sầm mốt để quạt chạp bàn. Yeah. Caught cứ ở tây tạ ca phó catch. Okay? They sell them to the customers at the market. Bộ kế lụa huyết tờ cắn à tệ từ chốn nơi xa chả chẳng còn lụa ao của nè nơi xa của còn lại nhưng mà còn lại thì chúng tới cứ cùng bộ cầm bốt dân cái miền xa cái đam cái chân này xa bao phim phim hay cái lụa ao nhiều nơi xa phim phim nắng cứ sờ là o. Ok lời ní dân mà mơ bịa để dân ở thọp khơi mà đòn hay nắng bịa để dân tùm riêng ngay nè. Chà chẳng bịa ní cứ không mê riêng dưỡng ở đài toàn miền tế fisherman cứ dùng bọ prai thá nè nè sát catch chạp see samod fish trời lobster bông con creature cứ sạch đài chẳng tha ở vầy đề miền chì vượt. Hãy lại nâng bởi sao tại dương riêng bị sát chẳng những bỏ bài thang sát sầm một. Ok. The dial bị nâng ní. The dial of nets. Nets cứ sầm nàng. What did the fisherman go? Ok. Go to out. Dương đăng ai ta kra si sầm một. The fisherman. Motor boats. Nâng cứ motor tuk. Ok, hay đưa chìa ở miền ấy tiết tế customers cứ bỏ bài thả tệ tử chôn nè, đem một tình dương nặng rồi có biện không dụng hơi khá kênh dễ thả buyer, bàn đài, nè tình chẳng cứ vì smile kênh cho bối nâng biện customer nặng anh market, dương bỏ bài thả xá, rồi có bởi dương dễ bị chung nuôi nhảy kê mà giang chẳng những anh dây tiếp xa bạn đã bị nâng đuổi kìa. Ok, chẳng bà tốt bì dương bọ prai khmai hay nâng bọ bị nì mùi nì mùi ai hái ai lời ní dương mọ anh chung mùi nâng kìa mà đòn tỏa dương chạp đàm. What do the fishermen catch at sea? They catch fishes, lobster and other sea creatures. How do the fishermen catch the sea creatures? They use fishing nets. What do the fishermen use to go out to sea? They use fishing motor boats.
What do the fishermen do with sea creatures they caught? They sell them to the customers at the market. Okay, chàng trăng om at the bot dương. Dương vô lấy nó cứ dậy pi mình nè tiết có chứng ngon rừng từ phải chưa? U tù ho, mình có miền mật phẹ. Cô nè này sát nơi sầm một ấy chứng á nè. Thế còn ai những xua nòm có chứng ngon là cái từ mới hay cái chập. Hay chập hay dùng một phơ ấy kê. Bịch bố chân bị khá có cân thả chập vô tự vô mà nhằm bằng thế vì chân chân vô mà phở ơi chân nè khá có con tên này xa xâm rạp mà nhằm khu nông cổ xa nè khá tiết còn chia một rộ bò phó quạt cứ nhạc này xa chàng chân à tập bọt dân cứ ngày nãy dì miên tập bần năng ánh dì miên tập thẩm conversation hay xâm rạp ở ngày nãy Tuesday, chẳng Wednesday dân ở ban riêng tế Wednesday, Thursday cứ dân holiday chẳng dân từ lọc màu vến chú mùi khí nha ngày chàng ná chàng chẳng chăm to mê riêng tiệt bây phò dân nâng ngày chàng tiệt môn nâng chóp dân an ngày tì sân Tuesday 15 September 2020 đón tiết Tuesday 15 September 2020 Unit 3 Sea Creatures. Okay. Chan chang Unit 3 phở dương dương nâng select the conversation hay nơi ngày chán dương chôn màu vĩnh chôn chùm nói chị kế chùm nói đi language focus phở dương hay dương nâng bà chọc mê riêng tầm bật đòn. Chan chang rịt riêng ngay bông chung bánh chung bố từng ọc nha mình sẽ bắt tập hiếp phương đầm ná và ông có tiên bố xong ọc con xong chung rịp lìa.